Ok, xin chào em đã quay trở lại với B Channel và trên tay mình sẽ là cái tai nghe không dây FreeBuds 3. Hôm nay đã được ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam. Thực ra thì đây là một cái tai nghe đã được Huawei giới thiệu trên thị trường thế giới cách đây khoảng 3 tháng rồi. Và bây giờ chúng ta đã có mặt chính thức tại Việt Nam. Và chúng ta sẽ có hai cái phiên bản màu sắc, đó là màu trắng và màu đen. Đấy chưa? Nó tròn vo luôn cái hộp của nó ấy. Nó cũng khá là khác biệt so với những cái hộp khác mà chúng ta hay thấy đúng không? Và màu trắng này chắc là chúng ta đã thấy nhiều rồi, bây giờ chúng ta hãy để vào một bên. Và chủ yếu là màu đen sẽ là một cái màu mà khác biệt hơn một chút đúng không? Với màu đen này thì họ sẽ làm theo kiểu bóng, nó tương tự với màu trắng. Và mình thấy rằng là màu đen này mà nếu mà họ làm theo kiểu matte, tức là nó mờ mờ ấy, thì nó sẽ kiểu là nhìn nó sang chảnh hơn một chút. Còn màu đen mà kiểu bóng này mình sợ rằng là nó sẽ xước và có lẽ nó bám nhiều vết bẩn và nhìn nó sẽ không được sang trọng bằng so với màu trắng. Nhưng mà màu đen mình thích hơn bởi vì nó khác biệt. Trên cái phần case này thì mình sẽ cho anh em xem nhá. Nó sẽ kiểu là giống kiểu một cái, sao ra mình nhìn là mình nghĩ đến cái hộp trang điểm của chị em ấy, kiểu cái hộp phấn ấy đó. Nó tròn vo và đây chúng ta sẽ có một cái logo Huawei ở đây. Và những cái nút bấm hay là vị trí cổng xa các thứ này, nút bấm nó bị giấu khá là kỹ ở đây. Nếu mà mình tìm không kỹ là mình còn không biết là cái nút bấm ở đâu cơ. Nó ở bên cạnh hông nha, nó tiệp cái màu thân luôn. Và phía dưới sẽ có là một cái đèn thông báo ở gần cái cổng sạc đây. Tức là mình cũng sẽ phải tìm rất là kỹ để mới ra được. Và đây là cổng sạc Type-C nhá. Về những cái vị trí đèn thông báo và nút bấm nó tiệp vào màu này thì mình thấy là cũng là một cái điểm cộng, bởi vì nó khiến cho mình cái thiết kế của case này nó có sự liền mạc nhất định đúng không? Mình thay đổi góc một chút nha, bởi vì lúc nãy cái góc này nó hơi bất tiện một chút nha. Thì đấy, thì mình thấy rằng là cái trọng lượng của nó khá là nhẹ, mình cầm trên tay này nhẹ cực kỳ luôn và rất là thích bởi vì cầm nó tròn tròn này đó, nó cũng nhỏ gọn cực kỳ. Và bây giờ mình sẽ mở ra nha. Đây là cái thiết kế của nó cũng sẽ có nam châm này đó, thấy chưa, mình không ra thấy chưa. Còn đây là vị trí của cái đèn thông báo, thấy chưa. Mình sẽ mở ra cho anh em xem thiết kế của tai nghe. Đây là tai nghe FreeBuds 3 của chúng ta. Và đây sẽ là một cái tai nghe dạng on-ear chứ không phải là theo kiểu in-ear và có nút đâu nha. Yeah. Và như mình nói ấy, bởi vì nó có màu đen bóng nên là nó sẽ kiểu nhìn lên nó sẽ kiểu hơi bám dấu vân tay một chút này. Mình nãy giờ có nhiều người cầm nên bây giờ nó đã kiểu bám vân tay khá là nhiều rồi. Màu đen lại càng rõ nữa. Và trên cái tai nghe này thì nó sẽ có một cái màng loa là 14mm và bên trong sẽ là một con chip Kirin A1, giúp cho chất lượng âm thanh nó ok hơn và cũng như là xử lý âm thanh kỹ thuật số là tốt hơn. Ngoài ra thì cái tai nghe này sẽ có độ trễ theo như Huawei công bố là khá thấp, ở mức là 190mS và có hỗ trợ Bluetooth 5.1. Với phần tính năng chúng ta sẽ có cái tính năng đó là khử tiếng ồn chủ động. Nó có thể giúp anh em có thể giảm được tiếng ồn xung quanh khoảng 15dB ở mỗi bên tai, bằng cách là anh em sẽ nhấn đúp vào 2 lần ở bên trái thì nó sẽ có cái âm thanh là noise cancelling on đó. Và tương tự chúng ta sẽ tắt theo cách ngược lại như thế. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có hỗ trợ chế độ là cảm biến xương tai, giúp cho quá trình chúng ta đàm thoại nó cũng ok hơn. Trong quá trình mà chúng ta kiểu đi hay là vận động các thứ thì nó vẫn sẽ có thể đảm bảo về cái quá trình đàm thoại, cái mic ấy ok hơn. Về pin thì tai nghe này sẽ có thể nghe được là 4 giờ và cộng thêm cái case này nữa thì chúng ta sẽ có thời gian nghe là 20 tiếng. Về tốc độ sạc thì chúng ta sẽ có là sạc có dây là 3 phút được 70% và sạc không dây sẽ là 3 phút được 50%. Bây giờ thì mình sẽ thử kết nối xem, tức là mình đã có kết nối lần đầu và đây sẽ chỉ là cái phần những cái lần kết nối sau thôi. Mình sẽ thử nha. Đây. Ví dụ này, mở ra. Ok. Đây, thấy kết nối và đã kết nối xong. Là chắc là mình mất tầm khoảng 3 giây là nó đã kết nối xong. Tốc độ nó cũng khá là ok. Bởi vì trong quá trình sử dụng hàng ngày chúng ta sẽ kết nối một lần thôi và sau đó thì sử dụng như này là ok. Về phần thao tác thì mình có bấm đúp 2 lần ở bên tay phải thì chúng ta sẽ có là chuyển bài hát. Còn bên tay trái thì bấm đúp 2 lần thì sẽ có là bật và tắt tính năng chống ồn. Về phần chống ồn thì mình đã có thử rồi. Sau khi mình bật lên thì mình thấy rằng là cái khả năng chống ồn của nó cũng ở mức ok. Nó không phải là quá mạnh nhưng mà mình đã thấy có một cái sự khác biệt khi mình bật lên. Tức là tai mình có cảm giác nó bị bít lại ấy. Chứ nó không sẽ không như cái lúc mà mình không bật. Còn trong quá trình mình nghe nhạc thì mình có mở ra, sau đó mình để vào thì vẫn không thấy là nó có dừng hay là phát nhạc tiếp. Thì mình đây là cái bản mà mình đang dùng đây thì mình không biết là nếu mà thương mại nó có khác hay không. Và đó là bài trên tay cái tai nghe FreeBuds 3 của mình. Anh em nghĩ sao về những trang bị ở trên tai nghe này và cái mức giá bán của nó trên Việt Nam sẽ là khoảng 4.3 triệu. Anh em nghĩ sao? Hãy nhớ comment bên dưới nhé. Ok. Bye.